đám giỗ nhà mọi người á còn có bánh không, chứ còn nhà tiên á thì năm nào á thì mẹ cũng có bánh hết trơn á. Còn năm nay thì mẹ với mấy thím có bánh ít cúng cô hai, vẫn giữ truyền thống như ngày xưa nha mọi người. Bình thường có bánh là những ngày đám giỗ với những ngày Tết. Tiên thấy đám tiệc bây giờ hiện đại dữ lắm luôn á, nhưng mà không có vui bằng như ngày xưa nha mọi người. Mọi người biết tại sao á cái bánh này kêu là bánh ít không? Tiên thì cũng không biết nữa, ai mà biết á bình luận cho Tiên biết chứ nha. Bánh là mẹ Tiên làm hai loại nhân, nhân đậu nhân dừa. Tiên là mê nhất ăn đậu luôn á, nhưng vừa ăn nó ngọt mà nó ngán, Tiên không thích ăn ngọt lắm. Cái bánh này nhìn tưởng là khó gói lắm, nhưng mà khi mà Tiên gói thử 2-3 cái thực hành á thì thấy nó cũng dễ ẹt à. Sau khi mà gói xong rồi Tiên sẽ đem đi hấp nha. Đây là cái lò tự chế đó mọi người, thấy vậy chứ lửa nó cháy cũng dữ lắm mà nha. Rồi trong thời gian hấp bánh á, hai thím giáo của Tiên đi tỉa hoa cà rốt trang trí trong cái nồi lẩu. Đám giỗ bữa nay là mẹ Tiên nấu 4 món, khổ qua hầm nè, thịt kho ghẹ với lẩu, với thêm cái món thập cẩm xào. Đồ ăn nấu chín rồi là bắt mâm ra dọn cúng liền luôn. Trong thời gian mọi người lại chơi á, đợi cúng xong rồi mới dọn ra là Tiên đem mình gụ ra cho mọi người lai ra trước. Chuẩn bị đi. Dạ. Dạ không? Phải uống thuốc kem. Đúng rồi, đi rồi. Uống thuốc kem. Trời ơi. Vô, đi đi. Em biết chén không được à? Vô, được mà, chờ dọn mấy lần chứ. Rồi, vô. Chị ba. Không, bữa sau cô không vợ, không đi đám thì với Sinh Nhiên đâu. Có. Bên em là... Đúng rồi, đó. Chính xác rồi đó. Dẹp đó đi.